Chào các bạn. Chúng ta vừa trải qua một đợt hanh khô thứ hai kéo dài 3 ngày. Hôm nay thời tiết đã thay đổi từ tối hôm qua. Trời không đêm hôm qua không hanh khô và giá rét nữa và chuyển sang một dạng thời tiết là trời ẩm hơn. Vì nếu như là trời hanh khô giá rét thì bầu trời buổi sáng bây giờ đã ánh nắng óng vàng rồi. Nhưng mà bây giờ trời ẩm hơn. Có nghĩa là trên trời nó có nhiều mây. Tại sao thời tiết thay đổi mình lại quay? Các bạn quan sát cái video hôm qua. Khi mình quay thời gian này thì mặt trời vàng rất đẹp. Nhưng mình quay cái chân tường này thì nước giọt thành giọt danh. Thì như chúng ta đều biết rồi, những ngày trời hanh khô giá là những ngày trời nắng rất đẹp. Vậy những ngày trời hanh khô giá là gì? Là trên trời nó không có mây. Khi không có mây nó sẽ thoát nhiệt. Ánh nắng mặt trời soi xuống trái đất sau ban đêm nó thoát hết nhiệt đi, nó không có mây che. Vòng vèo một đoạn rất là lòng hoàng lung tung. Thì ý mình muốn nói cái video hôm qua đấy, video của buổi chiều hôm qua, có nghĩa là khi chúng ta để cỏ, nó không khác gì như mây che trên trời ấy. Khi mây che trên trời thì làm cho cái khí hậu nó được ổn định hơn. Còn những ngày mà trời hanh khô giá rét, chúng ta thấy nắng, ban ngày thì nắng nóng, ban đêm thì giá lạnh, bởi vì nó không có mây, thì nhiệt nó thoát. Vậy chúng ta để cỏ ở trong vườn cũng vậy. Để cỏ trong vườn, vườn ổn định, nó sẽ tốt hơn cho cây. Tại sao mình quay giọt danh này? Bởi vì khi trời đêm qua giọt danh qua khô đây, khi trời mà hanh khô giá rét là ban ngày nó nóng, ban đêm thì nó thoát hơi cho giảm nhiệt. Khi giảm nhiệt thì cái độ ẩm không khí nó giảm xuống, đáng nhất độ ẩm không khí là 80%, nhưng khi hanh khô giá rét nó giảm xuống bao nhiêu phần trăm đó, 60, 70, 50%, thì nó ép những hạt giọt nước đó nó đọng lại và nó mưa xuống đất, tức chính là tạo sương. Cho những ngày trời hanh khô giá rét thì sẽ có sương, bởi vì sương nó đọng lại. Còn những ngày mà trời không hanh khô giá rét thì không có sương. Đấy. Cảm ơn các bạn xem video nhé. Thì thời gian hôm nay ở mình đây là người ta sửa điện từ 3 giờ đêm đến 13 giờ. À đến 15 giờ, à 13 giờ hay 15 giờ ấy, tức là khoảng 3 giờ, mình chẳng nhớ. Thì có điện, thì không biết mình có đăng được video không. Chứ là đăng được mình hay mình có điện thì mình đăng nhé. Cảm ơn các bạn xem video. Bây giờ mình dừng video để nó có điện mình đăng.